Sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Khoái Châu khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp thứ 11. Dự kỳ họp có ông Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kỳ họp miễn nhiệm các chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng thời bầu ông Phạm Xuân Thắng, Phó Bí thư Huyện ủy là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, ông Đào Hải Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Khoái Châu, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp tiến hành thảo luận thông qua tờ trình về việc bổ sung dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020, ghi thu chi tiền sử dụng đất, chi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án, xây dựng chợ và thương mại huyện Khoái Châu.